chào tất cả quý bà con đang theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Kính thưa quý bà con, quý anh chị, hôm nay thì giá mít Thái có tăng 1-2 ngàn tùy nơi tùy khu vực. Cho nên là kênh Nhà Nông Miền Tây ngay lập tức làm video để đăng lên cho quý bà con theo dõi, nắm mức giá để mà mình có thể bán mít được giá nhất nha. Mít vẫn được phân loại như cũ là mít loại 1 từ 9 kg trở lên, mít loại 2 là từ 7 đến 9 kg, mít loại 3 là từ 5 đến 7 kg, dưới 5 kg là mít chợ nha bà con nha. Rồi mình cập nhật mức giá liền luôn cho quý bà con tham khảo nè. Giá hôm nay ở Tiền Giang là 15.000, 9.000 và 5.000 tương đương với mít loại 1, loại 2 và mít bi. Ở Đồng Tháp, An Giang giá là 14.000, 9.000 và 5.000. Ở Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long giá là 13.000, 8.000 và 4.000. Còn ở Long An là 14.000, 9.000 và 5.000. Đó, bà con mình nắm mức giá này để bán mít được đúng giá nè. Và nếu như quý bà con mà mình thấy như kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật thông tin hữu ích nè, chính xác nè, thì hãy nhớ đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể theo dõi nhiều video hơn nữa. Và cũng để giúp kênh Nhà Nông Miền Tây có động lực để làm thêm nhiều video cho bà con xem nha. Hôm nay ngoài cái video này ra thì kênh Nhà Nông Miền Tây cũng sẽ có làm một cái clip về mít ruột đỏ. Đó, thì quý bà con hãy cùng đón xem clip đó nha. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.